bốn từ vựng lỗi thời. Số đầu tiên là do itashimashite. Nhưng thật ra người Nhật không hay sử dụng trong giao tiếp mà thay bảo đó là daijoubu desu. Yeah, tondemonai. Số 2 là sayonara, nghĩa là tạm biệt. Nhưng tạm biệt này không sử dụng nhiều trong giao tiếp vì nó mang nghĩa là tạm biệt và không gặp lại. Thay bảo thế, mata ne, otsukare sama. Số 3 là doushite, nghĩa là tại sao. Nhưng từ này sử dụng nhiều trong văn viết hơn, còn đời thường người Nhật hay dùng nande, na ze. Số 4 là anata, có nghĩa là bạn. Nhưng mà sử dụng từ này sẽ khả năng là xa cách, nên người Nhật thường gọi tên như là An-san, Mira-san. Mà chưa biết tên mà muốn bắt chuyện thì sumimasen, hoặc là dùng ano kata